nhìn thấy anh em làm mà thực tế, cho nên là tôi cũng quyết định là mua một bộ dạng cho nó đúng ưng ý mình. Vâng, xin chào tất cả các bác, và ngày hôm nay em Biên rất vinh dự là được đón anh Lợi ở Yên Mỹ Hưng Yên xem được Nghe Bảo Đỉnh của Thiên Phú. Thì anh Lợi thì là một khách hàng rất là tâm huyết, xem xong là anh Lợi có dặn cơ sở nhà em là lên xong mẫu Nghe Bảo Đỉnh mới cái là anh lên và anh ký nhận luôn một bộ 10 món. Thì ngày hôm nay anh Lợi đã lên đây rồi và đã chọn từ sáng đến giờ rồi, đi cùng hai người anh em nữa các bác nhá, mua được một chọn một bộ Nghe 10 món. Thì cơ sở nhà em cũng đã tư vấn và anh Lợi đã chọn được rồi. Thì cơ sở nhà em xin phép là quay video này cho mọi người biết là cái quá trình xem trên mạng này, chọn lựa mua và đặt dặn cơ sở nhà em làm xong gọi lên, thì cơ sở nhà em gọi lên xem mộc thô luôn và xem trực tham quan cái cơ sở sản xuất của cơ sở nhà em nó như thế nào. Thì các bác có thể nhìn thấy đây, anh Đại cũng đã được tham quan từ sáng đến giờ rồi. Anh Đại cho em xin một tí cảm nhận về cái sửa sản xuất của em này, anh xem. Nói chung là đang qua nhìn thấy anh em làm mà thực tế hết, cho nên là tôi cũng quyết định là mua một bộ dạng để đúng ưng ý mình. Cảm ơn. Ok anh nhá. Thì đây, bây giờ cơ sở nhà em sẽ cho anh Lợi ký nhận cái phần mộc thô. Đấy, anh Lợi thì ký nhận một cái bộ mộc thô để cơ sở nhà em hoàn thiện cho anh Lợi các bạn nhá. Đây anh Lợi, anh ký cho em ạ. Vâng, đây để em đặt đây. Đây là cái mộc thô, hiện tại đây là cái mộc thô cơ sở nhà em chưa có trà lu cạo lạo, vẫn để nguyên keo này các bạn nhá. Đây là cái mộc, cái phần xấu nhất của bộ ghế, tức là bộ ghế cái lúc như hiện tại này là xấu nhất hiện tại các bạn nhá, không thể xấu hơn được. Thì đây là cái phần gỗ thô nhất để các bác có thể xem từ phần mộc. Đấy, cơ sở nhà em cho các bác xem từ phần mộc phần gầm như anh Lợi ký đây. Đấy, từ phần mộc phần gầm luôn các bạn nhá. Đấy, cơ sở nhà em làm chọn gỗ, chọn vân. Đấy, rất là đẹp luôn. Vâng, ok. Ghế rất lặng các bạn ạ. Cái ghế này cơ sở nhà em làm trương liền, vách đặc nguyên khối. Hàng khuôn 4 ván 2 nên nó rất là đặc, rất là đẹp và nó lặng. Đấy, thực sự với các bác là nó rất lặng luôn. Đấy, anh em mình vần cho nó bạn, vần ngửa nó bạn. Nó quá lặng luôn. Đấy, các bác là nó rất lặng luôn. Đấy, Nghe 14 nha các bác nhá, mà cơ sở nhà em làm vén cong tứ diện, cong 4 mặt đẹp như nhau các bác nhá, không phải chuyện bình thường, người bình thường có thật các bác. Là người ta làm cong cái mặt trước còn chưa giữa, đây cơ sở nhà em làm cong ở 4 mặt. Bình thường người ta làm cong cái mặt trước này chưa giữa các bạn nhé. Đây anh hỏi em ngửa cái đoạn này để cho anh Lợi kịp. Đây, nói thật với các bác là cơ sở nhà em làm không kịp để phục vụ khách hàng luôn các bác nhá. Đây ngửa ra. Đây các bác nhìn cái đoạn này cơ sở nhà em làm này, các bác nhìn này. Đấy, tất cả đều đục theo những cái đường nét nghệ nhân hàng đầu Việt Nam, mà cái giá thành của nó chỉ như sản phẩm hàng phổ thông thôi các bác nhá. Đấy, cơ sở nhà em làm từ A đến Z nên là không cần phải lãi dày các bác nhá, chỉ cần làm lấy công thôi, số lượng lớn để cho khách hàng nhận được sản phẩm đẳng cấp mà giá này hợp lý. Đấy, bây giờ cơ sở nhà em sẽ lên viết cho anh. Đây em biết, đây còn hai cái đôn. Các bác tham quan cái cơ sở nhà em đây.
Đấy, rất rộng rãi, rất là làm từ A đến Z luôn đấy nhá. Ok ok ok, đây. Anh lại ký nhận luôn cả 4 cái đồ. Đây, kể cả ngăn kéo em làm cong luôn. Đẹp từ gầm luôn. Đây các bạn nhìn này. Đây đẹp từ gầm luôn nhá các bạn nhìn xem, cái phần gầm em làm không có rác, không có dập, không có vết. Đấy, làm luật từ gầm luôn. Từ cái đôn này anh nhìn gầm đôn nó không có tí vết nào. Đấy, anh em nhìn xem, kể cả gầm đôn ghế cơ sở em làm không có một tẹo vết nào cả, tất cả đều là làm chọn gỗ chọn vân. Luột tít luôn, từ cái móng đầu lẫn chân móng, từ cái đầu lẫn chân móng của cái đôn này các bạn nhìn này, nó đã đẳng cấp rồi. Đây, từ cái chân đôn này nhìn này, từ cái chân đôn này nó đã kinh khủng rồi, không có tí vết nào. Ok nhá, cơ sở nhà em đã cho anh lợi ký xong một sản phẩm này rồi. Thì mời các bác theo dõi kênh, đăng ký kênh để cơ sở nhà em quay cái video hoàn thiện cái bộ sản phẩm này cho anh lợi ở tại nhà anh lợi các bác nhá.